Thạch collagen jelly được chiết xuất từ thành phần có nguồn gốc an toàn, lành tính. NMN đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng, hàm lượng cao nên mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Đặc biệt, lượng collagen thủy phân giúp đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa sớm. Collagen là sợi dây liên kết các tế bào mô dưới da, giúp duy trì độ đàn hồi, căng mịn cho da. Nhưng hiện tại, nhiều sản phẩm collagen trên thị trường ở dạng khó hấp thu, tác dụng chậm, còn với thạch NMN collagen, hàm lượng collagen được thủy phân tạo thành phần tử siêu nhỏ, hấp thu nhanh chóng, tác dụng tức thì. Sau 30 ngày dùng thạch này, bạn sẽ thấy làn da dần cải thiện rõ. Thạch NMN collagen 30 gói có hương vị xoài chua ngọt cực ngon, thạch giòn mắt lịnh đã chinh phục hàng triệu người phụ nữ tại Nhật. Nếu bạn sợ uống viên thuốc hoặc không thích đến những sản phẩm dạng nước uống thì miếng thạch ngon chắc chắn là sự lựa chọn lý tưởng. Sản phẩm đóng gói tiện lợi, sử dụng cho 30 ngày. Mỗi gói thạch riêng biệt 20 giờ dễ dùng, bảo quản và mang theo khi cần thiết. Thạch NMN 36.000 đạt những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường Nhật. Đặc biệt, sản phẩm không sử dụng chất tạo màu, hương vị nhân tạo, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Sản phẩm hấp thu tốt, không gây nóng trong, không gây mập, không tác dụng phụ. Sản phẩm đã có mặt tại hệ thống cửa hàng làm đẹp, được cam kết về chất lượng sản phẩm chính hãng, đầy đủ hóa đơn chứng từ, hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và chính sách hợp lý cho khách hàng cùng mức giá ưu đãi tốt nhất thị trường.